tình nào rồi cũng phôi pha. Một đường xin em Hello các bạn, Gen đang ở, như các bạn thấy thì đang ở hội chợ. Và đây là một nét văn hóa rất là đặc trưng của người Việt Nam. Cụ thể hơn là ở những cái vùng quê miền Tây rồi các kiểu đó, thì cái hình ảnh hội chợ này rất là quen thuộc. Thì với cái sự phát triển của xã hội, những cái mô hình ăn chơi khác nó hấp dẫn hơn, ví dụ như là bar, phim ảnh, quán cà phê, DJ đồ các kiểu, thì dần dần thì cái mô hình này nó gần dần nó trở nên là ít khách hơn. Như các bạn thấy cái hội chợ quá đông luôn thật sự. Khi mà tôi mới ra đây tôi hơi bị sốc luôn, trời ơi sao mà nó đông như vậy. Thật sự là tính lựa một cái bữa nào đó nó đông hơn để quay, để các bạn có thể thấy được cái không khí nó vui tươi hơn. Nhưng mà suy đi tính lại thì Gen mới quyết định là thôi, mình trải nghiệm ở cái không gian nó ít người như vậy luôn. Để vì sao? Để mà mình chơi những cái trò chơi á, nó cũng focus vô Gen hơn. Đông quá nhiều khi nó cũng ồn. Bây giờ Gen sẽ dẫn các bạn đi một vòng ha, và mình sẽ trải nghiệm tất cả các trò chơi ở đây nha. Ok. Đây, đầu tiên là trò chơi phóng phi tiêu. Sẽ có những cái ô trúng là màu vàng, còn màu trắng là không trúng. Đó, zoom zoom lên, zoom lên. Ở đây chơi sao anh? Bao nhiêu? Dạ, 5.000 một cây hả? Sao anh? 5.000 một cây trúng nước ngọt. 5.000 một cây trúng nước ngọt. Rồi à, đây đây có giá đây đúng không? 5.000 một cây trúng một lon bia, 8.000 một cây thì lon sữa, 10.000 một cây thì một bịch bột ngọt, 10.000 một cây trúng một con mèo. Rồi, thôi mình sẽ chơi 5.000 một cây đi ha. Mình cho mình 2 cây. 5.000 thôi mắc các bạn. Tôi biết là tôi phóng không có trúng đâu, nhưng mà quay thì chơi thử cho có nội dung. Ok. Này là mình cầm sao phóng trúng, anh cầm vậy hay là cầm vậy? Cầm sao mẹ là thuận tay là được. Thuận tay. Nhưng mà anh chỉ em đi, đó giờ em chưa chơi này. Thường nhầm này á. Chắc không? Thì có được chồng gì không? Được chồng luôn hả? Ghê quá. Nào đi ha, bên đây đi ha. Cứ trúng cái là được lần nước ngọt đúng không? Mẹ em. À vậy là trần đúng không? À rồi rồi. Sử dụng màu trắng không vậy ta? Ok rồi. Mà mình qua bên kia đi, anh bán vé bên kia luôn đúng không? Em nay em chơi hết chỗ này luôn á. Đi. Đây, game ở đây là game gì nhá? Game ở đây là game gì? Là sao? Banh trong thao là được. Trong thao mà có chữ đúng không? À, rồi bao nhiêu một banh? Cũng 5.000 luôn hả? Rồi chơi 10.000 nữa. Ê, đếm coi đây bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mà cũng cả 100.000 á. Cũng cả 100.000 á chứ đừng đùa. Là bữa nay không có nhà thao xe lửa. Vậy hả? Rồi thôi. Làm. Ê mà khoan nè, cho thử một cái được không? Thử thôi. Thử thôi nha. Cái này là anh này anh cho anh thử demo thử coi. Sao đây ta? Tôi thích ăn mì gói. Thôi mì gói đi. Vậy là trúng rồi đúng không? Thường là thử. Thử nó trúng nhưng mà thiệt nó không có trúng mẹ. Rồi thử nghe. Rồi, lại đi. Mà sao hả, nãy nó nhảy nhảy ghê quá ha. Trời ơi, được nước suối hình quá. Được Awafina không? Lavi là một cái nơi sản xuất nước sấu rất là nổi tiếng, và nó có trụ sở ở Long An luôn nha các bạn. Ở phường
phường 4, phường 5 hả? À? À, Khánh Hậu. Lâu quá không xuống dưới quên. Đó, cho nên là ủng hộ La Vi. Mà tôi không thích La Vi, tôi thích Awafina à. Nhưng mà đi thiếu. Rồi, cái game này là thả banh vào ô chữ 5.000 một trái. À, ô chữ đây hả chị? Đó là mình bỏ vô đây. Rồi, rồi chơi thử. Ê mà giống như bên kia á, cho demo cho chơi ăn chè thử một trái được không? Không hả? Cho chơi ăn chè thử một trái, được, tức là chơi thử một trái, được đúng không? Rồi cho em một trái nữa em chơi thử rồi. À chị này cũng rất là vui vẻ cho mình chơi thử. À đây, này là chơi ăn chè nha, thử nha, mình thử nha. Này chặt vắng mới vậy, đông hơi đông mà người ta chơi thử. Đây, giờ quay xuống cái này chưa? Thấy chữ chưa? Rồi vậy là chết quá rồi. À da. À. Các bạn phải vượt qua hai cái vòng, một cái vòng bằng sắt nè và một cái vòng bằng một cái dây khá là tưng nha. Rồi. Thôi giờ đại thôi chứ sao giờ ở này đâu có đòi hỏi kỹ năng gì đâu. Trời ơi, sao mà nó nhảy dữ vậy không biết nữa. Cao cao lên. Rồi cảm ơn chị. 1, 2, 30 ngàn được một chai nước. Tôi không tin luôn á. Rồi, thể lệ ném lon 5 ngàn một trứng. Một trái trung sinh ô long. Đó. 8 ngàn một lon. Ủa sao giống nãy vậy, con mèo nè. Y chang bản giá, y chang cái đầu luôn. Rồi. Chắc anh em không nữa chứ hoàng gì nữa. Lại tiếp tục là 10.000 nữa. Cả 100.000 là hết nguyên dãy này luôn á. 50, 43, 38 và số 15. Cho chơi ăn chè thử một trái được không em? Được luôn. Trời ơi, dễ sợ. Vui vẻ, nhiệt tình mà chơi ăn chè thử. Cho anh một trái anh em thử rồi. Rồi. Ném thử xa ra, cái này phải hả dùng lực đúng rồi. Ném là phải hả hết đổ hết ba lon ha em. Trời ơi không lực lon nè. Trời ơi rớt chai nước của anh. Rồi. Và vòng đời vừa qua không còn giá trị được thì ủa vậy có tính không vậy? Xin mời quý vị hãy cùng đây với đẩy ra là không tính hả? Những phút lợi đầu tiên 5.000 đồng thôi quý vị ơi. Đó, mình vui chơi vị trí nhẹ nhàng nha. Nhưng mà nó dội vô trong nó nhảy ra có tính không? Thêm khán giả đông vui hơn một chút xíu. Ngã hết ba lon cũng tính hả? Sẽ mạnh tay hơn để qua đây đi. Những phút lợi đặc biệt. Rồi xong. Bây giờ sân khấu xin mời quý vị cùng thưởng thức bài hát. Lâu rồi đâu có chơi cái này nên đâu có quăng được. Ừ cảm ơn em. Bà đây, cái gì đây? Ủa ai bán bên đây vậy em? Em luôn hả? Cái này là mình chơi trò gì? Mình chơi sao á, anh chưa biết. À quay nhìn gì vậy? Trời ơi, người ta hướng dẫn không đi quay cameraman gì kỳ cục vậy trời. Ừ. Cũng 5.000 trái. Rồi cảm ơn em. Mạnh quá vậy. Vắng qua tới đây luôn mà. Cái hộp mạnh nó mới đi chứ. Rồi, cho anh hai trái. Ủa, là ủa đèn hả? Không. Nhẹ nhẹ thôi. Ủa sao nó ngồi đây không vậy? Sao mạnh nhẹ gì cũng vậy vậy? Đâu đâu. Thôi mình qua kê đi. Ủa đây ai bán vé vậy? Ai bán vé nè? À tức là bây giờ cũng hơi vắng nhưng mà hả tức là một người quản lý hai sòng. Ủa sao giống cái bên kia quá vậy? Nhưng mà cái này nó thể loại là cái chum. Ờ vậy hả? Thì cái dùng giống. Phải không? Dạ. Ủa là sao? Thả dưới này nè. À, rồi. Dưới đây thả xuống. Ở đây trên thả xuống rồi hay quá.
rồi cũng 5.000. Dạ lấy hai trái thôi chị, canh bữa nay là em quyết định là em chơi hết 100.000 mà đi hết vòng luôn. Đây một cái game tiếp theo. Ê, nhưng mà em xin một trái em chơi ăn chè thử được không? Cho em một trái em chơi thử thôi, không có vô cũng không chín, không tính được không? Ủa nãy giờ mấy bên kia người ta cho em chơi thử một trái không á? Thử tức là em vô chúng cũng không tính, hiểu không? Ôi phải giải thích. Xin chơi thử cực vậy luôn á. Vậy là ở đây đúng không? À chơi thử mà, mình đã nói mình chơi thử rồi mà. Rồi quay chưa đó này vô nè. Trời ơi vô nước suối. Ủa chai nước suối của anh đâu rồi? À vậy là chung nước suối đúng không? Rồi ok trời này chơi thiệt nha. Vô cái sao dễ ngon vậy. Xì tinh hay quá vậy. Trời ơi xì tinh anh muốn mùi mì gói. Mì gói đâu? Có mì. Đây. Mì bên đây nè. Đâu, qua đây. À mì bên đây, hay quá trời. Ủa sao căng quá vậy? Căng quá vậy. Xì tinh. Trời má uống tiểu đường luôn á thôi. Thiệt luôn. Đúng từ đây tới dưới xì tinh nó chắc chết. Rồi cảm ơn chị nha. Chúc quầy chị buôn mai bán đất. Tại bữa nay mưa quá. Dạ. Không, em chơi với chị tiếp nè, đúng không? Thế là câu cá 5.000 một con là sao? Giờ câu sao? Chị hướng dẫn em coi. Dưới con cá này có cát nó còn như vậy nè. Là sao? Dưới con cá à, rồi tức là nhưng mà cái này có dính chắc không? Nè em thử được không? Nè cho coi thử, này thử nữa nha. Trò nào cũng thử hết. À tức là 100% dính. Cái vấn đề là ở dưới con cá có cái gì hay không thôi đúng không? Đâu em chị coi cái con cá đó cái gì. Không là không có. À không là không có. Là thử là không rồi đó. Ừ là cũng 5.000 ha. Rồi. À đây còn tiền. Tiền dễ kiếm quá mà chị. Tiền dễ mất quá mà. Dạ hai con thôi, một quầy em chơi đúng hai con thôi. Đây. Này. Dạ. Ồ chị biết qua chơi tiếp bên kia nên chị vẫn giữ tiền luôn. Không em chơi bên kia cũng hai cái nữa nên chị giữ thiệt đi, thiệt mà. Chị quản cái game bên đây luôn đúng không? Rồi không mình tập trung bên đây đi. Là mình đi tìm chữ nè. Thôi, em lấy cây khác đi cho nó hên đi. Hồi nãy cây đó là vô số 0 rồi. Cho em cây này nha. Rồi. Cái này có vẻ nhẹ hơn nè. Mày đừng có nói xui nha. 42. Con cá này thấy nó nhợt nhạt quá. Kiếm con xanh đi cho nó hy vọng nha. Đánh chống lãng á, con cá nhợt nhạt mấy chú. Phải không? Rồi bây giờ ha, không. Theo nguyên tắc của các ông bà để lại là đừng bao giờ nghe lời phụ nữ. Thấy không? Cái kêu chọn cái gì cứ chọn ngược lại rồi em chọn con xanh nè, chị coi giùm em coi. Em thử nha, cái này là em thử coi con này là con gì, coi em quyết định của em nó chính xác không? Chính xác. Trời. Còn chính xác cái này là phẩm chính xác này. Nước suối. Bữa nay sao mì hên vậy? Rồi bây giờ mình qua mình chơi tiếp game này đi là quề tiền đúng không chị? Ủa là sao? Đúng rồi. À. Hai con. Ừ. Đúng rồi. Quên, tưởng đâu là mình không hộp uống chút. Ủa mà nước suối gì lạ vậy? Em lấy Aquafina được không? Chị không có Aquafina hả? Rồi này gì đây? Phóng phi tiêu. Cũng là 5.000 luôn. Dạ. Yeah. Ok. Thì mi phóng hả? Ừ, thôi đổi mi phóng đi. Bây giờ mình nãy giờ mình gen chơi rồi bây giờ tới mi chơi. Mi quay sát quá, quay xa giống anh này nè. Rồi, đó thấy không? Mạnh lên, mạnh mẽ lên nè. Cái gì kỳ vậy? Chị cho em thử được không? Em thử thôi. Trời ơi, cái mũ như vậy mà bà biết cái gì không biết nữa, chắc thiệt không? Nó thấy nó hờ hững quá, mũi không có nhọn gì chứ, mà phải mạnh mà. Thôi nói chung là cũng phải cho người ta ăn cơm. Sẽ đi thôi.
Rồi mình qua tới. Ủa cái này có mở không? Cái này phải đông mới chơi mà đúng không? Ờ. Này chưa. Này là quay số. Này đông mới chơi đúng không anh? Ừ, này quay số. Lát chơi liền. Dạ dạ. Rồi, quay gần như là cuối cùng. Chỉ có cái quầy quái quá chỉ trời ơi, chỉ có cái quầy đó là đông mới chơi thôi. Rồi cho em chơi bắn súng với chị ơi. Cũng viên con 5.000 hả? Trời ơi, này đầu đều giá luôn người ta ơi. Ủa đạn đạn gì hờ hững vậy, sao sao đạn hờ hững vậy? Ủa là 5.000 hai viên đạn hả? À khó vậy. Để đây đúng không? Rồi sao nữa? Bấm này bắn. Làm sao mà cho nó rớt ra được trời ơi. Ủa vậy luôn à? Sao nó yếu vậy? Ai nha. Thêm một lần nữa đi em xin chào mời tất cả quý vị. Ủa sao nó không bay ra vậy? Không bay ra. Không có đủ hơi. Ở cây khác. Vừa rồi là những lời không mà thấy chị này hờ hững quá, không chăm lo cho khách hàng gì hết trơn. Ôi, không đứng tốt xa kìa. Hả? Ờ, bên mình đây. Không ra gì chứ. Tộc lửa súng, công cuộc lửa súng. Mệt mỏi. Ờ cây này thấy mạnh mạnh nè. Hên quá nó bay ra được nhưng vẫn không trúng. Qua chơi bọ đi. Bọ là một cái game rất là hấp dẫn, thu hút rất là nhiều người. Đây, hồi nãy vắng tanh luôn, bây giờ đông rồi. Bây giờ mình tới mình chơi thôi. Ừ, con đó có 3, 4 con, rồi mới lấy vé tiếp theo. Rồi vé mới đây luôn này, con đây. Mui, cho em một vé, bông vé bao nhiêu anh? 5.000 á. Trời, giờ hội nhiều quá, không còn cho tiền, chỉ tập chồng lỗi mấy nè má ơi. Giá 5.000 hết, okay. 5.000 một vé. Rồi 5.000, 7 số, 5.000 mình lựa ra được sâu gấu thao, sọt cái sách cho tôi cho em luôn chị. Ai lấy tô 2 cái nước ngọt 4 chai. Rồi, dạ rồi anh ơi, chai, nước, cho nước, em một vé đi. 4 cái gì đó, 4 cái. À, vậy đó vé hả? Rồi, ổ có được lựa không? Rồi, xài, thứ nhất vậy hả? Vậy em một vé thôi, cảm ơn chị. Chúng vô, chúng vô. Chúng vô số nào là mấy số vậy luôn hả? Ừ. Quay quay con bỏ chưa? Quay con bỏ chưa? Để thôi cầm đi. Đó mình tính ha, dễ chơi dễ tính rồi. Vô luôn hả? Dạ. Dạ. Đâu bỏ đâu anh? Đâu bỏ đâu? Bỏ đâu? À bỏ đây. À. Ờ, cẩn thận coi chừng nó hút ra hơn cái mà hơn cái máy chụp hình đó. Trả cho cái gì ở trên. Trời ơi, tôi đã phá tả cái cây cho tao. Chạy. Dễ thương chưa? Trời ơi, để tự nó chạy má ơi. Vô mày hả tử, 17. 17, 17. Mày vô có 17. Mình có 17 không? Ai có 17 đưa vô bên trong. Rồi, không có 17. Học đủ luôn á. Vô 17. Có gì không? Cuộc sống này chống chống bắn. Mau hết tiền quá. Giờ này kiếm tiền khó lắm nhưng mà xài tiền dễ lắm nha mấy bạn. Không tin luôn 100.000. Đây là những cái người mà chúng trời ơi bu lại mua kìa. Xuất sắc dễ sợ. Dạ. Mua gì tờ số? Dạ không em không xây số chị.